được sự cho phép và tạo điều kiện thuận lợi của Hội Văn học Nghệ thuật thị xã An Nhơn vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 6 2019 tại địa điểm cà phê Đồng Văn 2, đường Mai Xuân Thượng nối dài, phường Bình Định, thị xã An Nhơn đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt tập thơ Dấu Thân Vào Nợ của tác giả Khổng Trường Chiến. Về dự buổi ra mắt tập thơ có anh Đào Xuân Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; anh Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; nhà báo, nhà thơ Trần Quang Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Bình Định; ông Phạm Kim Sơn, Thư ký Tòa soạn tạp chí Văn nghệ Bình Định; ông Tô Hồng Phương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã An Nhơn; ông Từ Văn Minh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thị xã An Nhơn, cùng các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thị xã và đông đảo các bạn yêu thơ trong và ngoài thị xã đến dự. Đầu tiên là cảm ơn với các quý anh chị, một lời tri ân là đã dành sắp xếp cái biết thời gian của ngày cuối tuần đến hôm nay rồi đó, tham dự cái buổi giao lưu ra mắt sát của các trẻ. Thì cái cơ duyên mà đỡ cảm thâm của tôi đến với những thơ thì nó là tập hợp một chuỗi những thử nào. Thực sự thì cảm thâm khi còn bé thì hút sức ra cả nợ tới lại nợ rất là nhiều, bởi vì trí tôi thì mẹ đã mất rồi, lớn lên là sinh sống ở trong những môi trường mà người ta vẫn thường nói đùa là cái nơi mà nuôi con trong gia bị mẹ, rồi sau đó những cái biến cố rồi nó xảy ra cho đấy đau những cái mất mát của cuộc sống. Cho đến khi mà hiểu được cái ý thức của gia đình là như thế nào thì bố mẹ đã không còn nữa. Chính từ những cái con bác đó nó đã góp phần nào nó đưa bản thân đến với thơ, và từ đó mà đi về cứ như thế thì cứ bạn mình biết cho đến một ngày thì gặp gỡ những người chú, những người ấm, những người bạn mới động viên đó đây. Nếu mà đã có lúc nào với cuộc sống thì cứ cố lấy là biết đi, biết rồi tin rồi cứ đi rồi sẽ đến. Thế cho nên là mình động lực đưa đấy, trong đó cái vui giao lưu ra nó sắp ngày hôm nay. Tập thơ Dấu Thân Vào Nợ của cây bút trẻ Khổng Trường Chiến như một cơn mưa mùa hạ làm mát cho giới văn chương thị xã An Nhơn. Tập thơ là một ký sự quãng đời đầy gian nan khó khăn vươn mình trong cuộc sống của tác giả. Thơ của em được sạch, tức là câu từ là giấy bọt có tấm lòng, bi nhưng mà không lười, khổ như thế nhưng không có lười, rất là phóng khoáng, rất là hào hứng. Cũng mừng cho làng văn nghệ An Nhơn già cỗi đã có thêm những chàng trai cô gái xinh đẹp như Chiến, như Nam Hà, như Trần Thị Uyên, như Văn Phi và nhiều em nữa sẽ kế tiếp hoạt động của thế hệ cha chú anh chị mình. Tại buổi giao lưu, các thế hệ văn chương đàn anh, đàn chị đã cùng nhau chia sẻ, ngâm bình một số tác phẩm tiêu biểu của tập thơ gắn liền với từ nợ của tác giả. Buổi giao lưu khép lại trong không khí hân hoan và đầy tiếc nuối. Ra về trên tay ai cũng có cho mình tập thơ do chính tác giả ký tặng, như làn gió mát thổi vào những tâm hồn yêu văn chương, yêu nghệ thuật trên mảnh đất chim thành xưa.